sao để nói cho anh nghe những gì làm em thao thức cứ khi chớp mắt lại nụ cười nồng nàn ngày nào hiện ra. Và chị em đừng có mang yêu thương phụ lên mong anh từng nói anh đi vết đường còn dài mà quay lại chỉ mình em. Ngoài ra cái điều đặc biệt mà như lúc nãy anh Thơ có chia sẻ với lại quý vị khán giả đó chính là trong live show này thì Thu Thủy đã tái hiện lại tất cả những cái phong cách mà mình đã từng thể hiện trước đây. Thì không biết là cái ý tưởng này có từ đâu? Tại vì cũng như các bạn thấy là không phải riêng gì Thủy, thì trong con người mỗi chúng ta thì qua mỗi giai đoạn thì mình cũng đều có một sự thay đổi. Không những thay đổi về phong cách, về hình thái, mình còn thay đổi về cái sự chững chạc trong con người của mình nữa. Cho nên là trong live show Mini Candy Summer Show thì Thủy hát gồm là 12 bài. Và trong đó thì Thu Thủy đã thay đổi từ từ những cái bài hát mới đầu là Chiếc Ô Thời Gian, Summer Rain, những cái ca khúc nhạc teen thì mình sẽ ăn mặc là sao cho nó thật là teen luôn, và cũng mặc giống màu sắc ngày hôm nay xanh lá chuối và màu hồng là hai màu chủ đạo mà Thủy muốn đánh, tại vì mùa hè mà thì mình mặc nó màu sắc một tí xíu. Sau đó thì là Thủy đã chuyển qua mặc một bộ váy màu đỏ để hát bài Căn Phòng Tinh Lặng, một ca khúc rất là mới mà hiện tại là các bạn khán giả đã rất là ủng hộ ca khúc này. Xuất hiện trong một cái căn phòng toàn là kiến không, mang rất là nhiều những phong cách khác nhau, rồi teen cũng có, dễ thương cũng có, sâu sắc có, chững chạc có, và nó thay đổi như thế thì nhưng mà luôn luôn là Candy và luôn luôn là phong cách tự hủy hết và không lẫn vào ai. Vậy thì thời điểm hiện tại đâu là phong cách mà Thu Thủy đang lựa chọn? Thủy nói chung là phong cách của Thủy thích nhất vẫn là R&B, đó là phong cách mà Thủy luôn luôn thay đổi, nhưng mà Thủy cũng hay tham nên là hiện tại thì phong cách của Thủy bây giờ sẽ biến đổi giống như tắc kè vậy đó. Cũng mong là khán giả sẽ hiểu và có thể là theo Thủy, vì đây là cái phong cách, nói thẳng ra nó là đa phong cách chứ nó không ở dừng ở mức một phong cách R&B không. Tại vì Thủy đi diễn thì lúc mà lên sân khấu thì có bạn là yêu cầu chị ơi hát bài Mong Bình Yên Về Cho Anh, một ca khúc pop ballad, thì có bạn lại kêu là chị ơi hát cho em bài Đã Chưa Biết Được Nữa, một phong cách dance, một cái phong cách nhảy sôi động. Rồi có bạn lại hát là chị ơi cho em, chị ơi hát cho tụi em nghe bài Lớp Lớp Lớp, bài Viên Kẹo Mới. Có nghĩa là đi bất cứ đi đâu thì khán giả đều muốn gửi hát thật nhiều ca khúc để mà gửi tặng cho các bạn khán giả một cái buổi biểu diễn không quá buồn, cũng không quá sôi động mà cũng không quá tin. Các bạn luôn luôn muốn có nhiều phong cách trong hình tượng của Thủy, nên là theo cái tâm sự và theo cái ý niệm của khán giả thì Thủy cũng muốn mình có một cái phong cách thật là đa phong cách và luôn luôn làm mới mình trước mắt khán giả. Và live show của Thu Thủy thì được tổ chức ở trong một cái quán bar cũng nho nhỏ ấm cúng thôi. Tại sao Thu Thủy không chọn một cái sân khấu nào đó lớn hơn một chút? Thì Thủy cũng nói rồi, khi mà Thủy tổ chức live show Candy Summer Show thì cũng nói là đây là món quà mà Thủy muốn gửi tặng cho tất cả các bạn khán giả nhìn hàng. Và nó không phải là một cái live show kỷ niệm bao nhiêu năm đó thì ca hát, hoặc là một cái live show mà lớn hoành tráng, mà nó chỉ là một live show nho nhỏ giống như là y chang như là cái tên Candy Summer Show vậy đó. Đó là một cái gì đó gần gũi luôn. Thủy muốn đó là một cái buổi biểu diễn như là một cái bài thi cùng hội ngộ tất cả các bạn khán giả, các em nghệ sĩ có mặt trong cái buổi ngày hôm ấy. Giờ ngoài những cái ý nghĩa mà Thu Thủy vừa mới chia sẻ ra thì cái mục đích mà Thu Thủy tổ chức cái live show này cũng có một cái ý nghĩa rất là cao cả nữa, đó chính là Thu Thủy đã quyết định dành toàn bộ tiền thu được từ live show này để quyên góp vào trong quỹ Candy để ủng hộ cho các em nhỏ mồ côi khuyết tật mà Thu Thủy đã thành lập cách đây 2 năm, đúng không ạ? Thủy có một cái quỹ Candy từ thiện, đó là quỹ Candy, và cứ 3 tháng một lần thì Thủy cùng với SA của mình, trước tiên hiện tại bây giờ là gom tất cả các kẹo Thủy đi diễn từ tất cả các cấp trên nước mình để gửi tặng cho tất cả các bạn khán giả, các bạn trẻ mồ côi khuyết tật, rồi có những bạn bị bệnh nặng nằm liệt ở trên giường á, thì Thủy cùng với các bạn khán giả, các bạn fan của mình thì đem những cái viên kẹo đó, thì nó cũng đã được truyền tải, được phát động rất là rộng rãi, và hiện tại là Thủy nhận được kẹo từ các bạn bên Mỹ nữa,
Nên đó là một điều mà Thu Thủy cảm thấy rất là vui. Hiện tại cái quỹ từ thiện Candy của Thu Thủy thì cũng đã bắt đầu là vững mạnh hơn. Và mọi người cũng thắc mắc là không biết tại sao lại có thể duy trì được như vậy. Thì thầy cũng cảm động lắm khi mà cái hướng của mình nói đến tất cả các bạn khán giả làm cho các bạn cảm động và cũng đã chung tay góp sức với Thủy làm những điều đó thì là nó mới vững mạnh như ngày hôm nay chứ không phải riêng một mình Thủy. Dù vẫn biết tình yêu của em còn mãi, những con tim đã giờ đây đã mang một hình bóng khác. Gạt đi hết quá khứ cay đắng, ta sẽ lại được ở bên nhau. Anh ta để ý thấy bây giờ cái xu hướng mà các ca sĩ trẻ kết hợp lại với nhau hát song ca rất là nhiều. Bản thân Thu Thủy cũng đã kết hợp rất là nhiều ca sĩ nam, chẳng hạn như lúc trước thì là ca sĩ Lương Bằng Quang nè, sau đó là anh Hai Lam Trường, rồi đến vào Tử Sơn ca Quang Vinh. Vậy thì không biết là sắp tới sẽ là chàng ca sĩ nào đây ạ? Nói chung thì cái sự kết hợp cùng với những cái anh ca sĩ mà như Thơ đã nói á, thì các bạn khán giả cũng biết đó là những cái sự kết hợp rất là ngẫu nhiên và không có một sự sắp đặt hay là một cái chiến lược nào hết. Nên là các bạn cũng thấy nếu như mà có chiến lược thì không thể hát nhiều như thế. Cái số lượng mà những cái ca sĩ hát như Thủy không chỉ dừng ở 3 người mà còn lên tới 10 người. Nhưng cái đó là những cái sự kết hợp ngẫu nhiên và đem đến những cái phong cách, những bài hát mới cho tất cả các bạn khán giả thôi. Còn Thủy thì cũng không có muốn là mình hát nhiều ca sĩ như thế. Nhưng hiện tại thì ca sĩ mà được các bạn thích và hát muốn đi hát nhiều hơn là đó là anh Quang Vinh. Và anh Vinh thì anh cũng là một đàn anh của Thủy và cũng như là cũng sinh hoạt từ lúc mà hai anh em cũng là sinh hoạt nhạc khí thành phố, nên là giữa Thủy và anh Vinh không chỉ hợp về những bài hát mà còn là những người giống như là anh em với nhau vậy. Là khi mà họ hợp tác với nhau thì rất là vui và rất là thoải mái, chứ không có một cái gì gò bó là chiến lược hay là mình cái áp lực cho công việc, áp lực cho công việc. Anh thấy Thu Thủy rất là chiều các fan của mình. Chính như vậy mà chắc chắn là sắp tới thì những cái dự án song ca giữa Thu Thủy và Quang Vinh sẽ rất là nhiều đúng không ạ? Cái này thì Thủy không nói trước được, nhưng mà hiện tại thì ca khúc mới nhất là Cảm Giác Khi Yêu sau ca khúc hit Thanh Xuân Hai Cách Đôi. Và anh Thơ nói thì chiều fan thì cũng có một chút chút, nhưng mà nếu mà fan nào mà hư thì cũng giận đấy, thì không chiều đâu. Thêm một lĩnh vực nữa đó là sáng tác. Thời gian vừa qua thì Thu Thủy có rất là nhiều ca khúc hit mà đó cũng chính là những sáng tác của Thu Thủy. Vậy thì không biết trong thời gian sắp tới Thu Thủy có phát huy hơn nữa cái thế mạnh này của mình hay không? Hiện tại thì Thủy là có rất là nhiều ca khúc sáng tác nằm trong cái sổ tay của mình, sổ tay và điện thoại nhỏ nhỏ của Thủy rồi. Nhưng mà có cái là cứ mỗi lần mà mình chuẩn bị đưa những cái khúc sáng tác của mình thì lại có những cái ca khúc cái nhạc sĩ trẻ đã gửi những cái khúc mà họ tâm huyết để đi hát, thì tự nhiên nhá, mình cảm thấy là mình cũng muốn tạo ra một cái cơ hội cho các bạn nhạc sĩ trẻ. Thì cũng như trong live show Candy Summer Show thì Thủy cũng đã hát hai ca khúc của hai nhạc sĩ trẻ, đó là nhạc sĩ Bảo Thạch và nhạc sĩ Trương Thanh Hiếu. Hai nhạc sĩ đã sáng tác những ca khúc rất là phù hợp với lại phong cách của Thủy, nên là đành phải tạm thời gác lại những cái ca khúc của mình. Và Thủy cũng rất là mong muốn cho ra sớm ca khúc mà mình sáng tác, vì cũng như là rất là áp lực vì những cái ca khúc như là King of You, Giật Mình Em Mất Anh và ca khúc Vì Nhớ Vì Yêu đã nhận được rất là nhiều sự ủng hộ từ phía các bạn. Thì bây giờ để mà muốn một ca khúc mà Thủy sáng tác ra mà được hit như thế thì